cái này là gân Asin, này cơ gân chân, rất ra cái này là cơ mắt dài, rồi, kéo xuống, gân xuống cơ đây. Mắt dài, rồi. Cơ mắt ngắn, gân cơ mắt ngắn, rồi. Đây, rồi mặt dưới gân dưới trên dưới mặt dưới gân mặt dưới gân cơ mát trên trên nè dưới nè mặt dưới gân dưới dưới nè dây chằng delta nè gân cơ mát ba đâu gân đây là gân cơ mát ba rồi rồi cái này là cơ duỗi các ngón dài rồi gân cơ duỗi các gân cơ duỗi ngón cái dài rồi cơ chạy trước rồi rồi đó. Rồi này là động mạch chạy trước thần kinh mát đây là nhánh nói thần kinh mát gì thần kinh mát chung mát sâu mát sâu thần kinh mát sâu đây là nhánh nói của động mạch mát với lại là động mạch chạy trước rồi. Đây là động mạch mắt cá trước ngoài rồi hết trơn luôn nha rồi chà gân cơ quá trời luôn cái này là gân mấy cái gân cơ này nãy nó rồi ha chắc khỏi coi nó lại rồi rồi cái này là thần kinh bì mu chân ngoài, thần kinh bì mu chân giữa, thần kinh bì mu chân trong. Ha, lộn rồi, lộn rồi. Ơi chết, thần kinh bì mu chân trong, thần kinh bì mu chân giữa, thần kinh bì mu chân ngoài. Rồi, ok. Đây là thần kinh bắp chân, nè, cái nhánh gót. Rồi. Rồi cái này là cơ duỗi các ngón ngắn. Rồi. Cơ duỗi ngón cái ngắn. Rồi. Rồi cái này là các cơ gân cốt mu chân. Ok. Hết chưa? Này là động mạch mu chân. Rồi. Này là nhánh trong của thần kinh mát sâu. Rồi ok. Rồi đây là cơ dạng ngón cái. Chết rồi. Cơ dạng ngón cái đây. Rồi. Cơ dạng ngón út. Rồi. Đây cơ mới rớt là cơ gấp các ngón cơ gấp các ngón ngắn. Rồi ok. Ngắn dài có ăn quá. Đây là cơ buông gân chân. Rồi, okay. Cái này là động mạch gan chân ngoài, thần kinh gan chân ngoài, động mạch gan chân trong, thần kinh gan chân trong. Này là có nhánh nhánh này là nhánh nông, này là nhánh sâu rồi, của thần okay. kinh gan chân trong. Rồi. Rồi cái này là phần ngang và phần chéo của cơ thép ngón cái. Rồi. Cái này là cơ gấp ngón cái ngắn. Rồi, ok. Dữ quá à, sợ. À, chỉ mấy dây chằng đi. Còn cái này là phần đối của cơ gì không? Phần được. Phần đối của cơ gì? Cơ dạng ngón cái. Cơ ngạch với cơ dạng ngón út. Phần đối của cơ dạng ngón út. Rồi cái này là gân cơ chạy sau. Rồi. Cái này là gân cơ mắt dài. Rồi. Rồi còn gì nữa không? Cái này là dây chằng gân chân sau. Ok. Rồi mấy cái động mạch này nãy nói rồi. Thằng ở đâu đây là mấy cái này là cơ gân cốt gân chân, cái này là cơ run. Rồi. Hết à không coi coi còn gì cái này là động mạch mát rồi. À mát nè rồi nhớ kỹ rồi rồi ok top top được rồi bấm một cái.